Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Công an huyện Mường Khương vừa tiến hành khen thưởng, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Công an hai xã Tung Trung Phố và Tả Gia Khâu là hai đơn vị đầu tiên của huyện Mường Khương hoàn thành việc thu nhận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân có đủ điều kiện trên địa bàn, được tuyên dương khen thưởng đợt này. Trong đó, 1.784 công dân của xã Tung Trung Phố và 1.625 công dân của xã Tả Gia Khâu đã được cấp căn cước công dân theo đúng quy định. Lãnh đạo Công an huyện Mường Khương đã biểu dương nỗ lực, cách làm sáng tạo, không quản ngại khó khăn của công an hai xã trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ bà con làm căn cước công dân, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương quản lý tốt dân cư, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn. Ngày 29 tháng 5, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH phối hợp với Hội Phụ Nữ tỉnh Lào Cai và Hội Phụ Nữ huyện Bắc Hà tổ chức khởi động dự án Góp Tiếng Nói Thêm Bình Đẳng tại xã Thải Giàng Phố. Thải Giàng Phố là xã khó khăn của huyện Bắc Hà với gần 74% hộ nghèo. Tại nhiều gia đình vẫn còn tồn tại bất bình đẳng giới trong phân công lao động và ra quyết định. Nhiều chị em thiếu hiểu biết về thị trường, kỹ năng quản trị tài chính. Dự án Góp Tiếng Nói Thêm Bình Đẳng được triển khai sẽ tập trung vào các hoạt động như tập huấn cho phụ nữ về mô hình cải thiện sinh kế hộ gia đình, về bình đẳng giới và quyền trẻ em trong mối liên hệ với phát triển kinh tế gia đình và vì lợi ích tốt nhất cho trẻ, tập huấn về quyền trẻ em và phòng chống tảo hôn, bỏ học và lao động sớm. Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 15 gói hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 15 hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, có mong muốn cải thiện sinh kế và thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường có xu hướng gia tăng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, huyện Mường Khương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát hiện sớm, quản lý, điều trị ngay tại tuyến y tế cơ sở. Mắc cao huyết áp đã 8 năm nay, bà Hoàng Dung Trấn ở xã Nấm Lư hay bị chóng mặt, mệt mỏi. Từ khi được quản lý sức khỏe tại trạm y tế gần nhà, bà được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn, hướng dẫn uống thuốc đúng quy định. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ, bà được bác sĩ dặn là uống thuốc đều, ngày nào cũng phải uống và thỉnh thoảng phải lên đây để theo dõi sức khỏe. Bà thấy trong người khỏe mạnh và đỡ được việc nhà cho con cái rất nhiều. Trạm y tế xã Nấm Lư đang theo dõi sức khỏe cho 138 bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, trạm tổ chức khám sàng lọc định kỳ, lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe trên phần mềm máy tính. Thì chúng tôi là ở tại trạm y tế là tổ chức khám định kỳ sức khỏe cho người cao tuổi. Thì một năm thì là 2 lần và phát hiện những cụ nào mà mới bị mắc huyết áp và những cái cụ mà đã được điều trị tại trạm y tế, những cụ mà đã có tiền sử cao huyết áp, đái tháo đường mà đã được điều trị thì chúng tôi là rất là chú trọng. Mường Khương hiện quản lý trên 2.000 bệnh nhân tăng huyết áp và 252 bệnh nhân đái tháo đường. Mặc dù công tác quản lý được triển khai đến tận cơ sở, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người chủ quan không tuân thủ quá trình điều trị, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Sự quan tâm của người nhà dành cho bệnh nhân thì cũng không có. Mình chủ yếu là phát hiện khi mà bệnh nhân đi khám hoặc là những triệu chứng là bệnh nhân ở nhà là ngất thì người nhà phát hiện mới đưa đến. Thì lúc ấy cũng là khá muộn, nhưng một trường hợp đến sớm thì chúng ta có thể là điều trị nội khoa ban đầu tốt cho bệnh nhân thì có thể ổn định và ra viện được. Để tăng tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm được phát hiện và đưa vào quản lý điều trị, Mường Khương đang nỗ lực đẩy mạnh công tác khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ đái tháo đường cho đối tượng trên 40 tuổi tại cộng đồng. Chỉ đạo các trạm y tế xã tuyên truyền vận động các trường hợp có nguy cơ tới các cơ sở y tế khám sàng lọc và xét nghiệm để xác định nguy cơ mắc bệnh. Sẽ siết chặt công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm. Phấn đấu đến cuối năm nay, kiểm soát được trên 50% số gia súc giết mổ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đây là giải pháp của ngành nông nghiệp Lào Cai nhằm thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi bền vững. Từ tháng 6 tới, tại các cơ sở giết mổ tập trung, động vật sẽ được kiểm tra trước và sau khi giết mổ. Toàn bộ thịt lợn, trâu, bò, ngựa không có dấu kiểm soát hoặc tem vệ sinh thú y sẽ không được đưa ra bán tại các chợ dân sinh.
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 90 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Tỉnh cũng sẽ thực hiện di rời, chấn chỉnh lại hoạt động của 4 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và 586 điểm nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Lập kế hoạch đến năm 2025 sẽ xây dựng thêm 38 điểm giết mổ gia súc tập trung. Năng suất chè Lào Cai còn thấp, bình quân mới đạt 76,3 tạ trên 1 hecta, bằng 71,6% năng suất chè bình quân cả nước. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiềm năng phát triển chè tại các địa phương trong tỉnh còn rất lớn. Tuy nhiên, việc phát triển vùng chè khác nhau, một số địa phương thuận lợi mở rộng diện tích như Mường Khương, diện tích chè tập trung đạt gần 5.000 hecta, chiếm 67% toàn tỉnh. Tuy nhiên, tại huyện Bát Sát, việc phát triển mới vùng trồng gặp khó khăn. Hết năm 2022, Bát Sát có gần 210 hecta chè, giảm tới gần 350 hecta so với năm 2020. Tại Bảo Yên, diện tích chè cũng giảm mạnh do những năm gần đây giá trị sản phẩm quế tăng cao. Vì lợi ích trước mắt, nhiều hộ dân trồng xen quế với chè hoặc chặt bỏ chè để trồng quế. Năm 2025, Lào Cai phấn đấu nâng tổng diện tích chè lên 8.420 hecta, năng suất bình quân đạt 86,37 tạ một hecta. Hoạt động kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đang được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị chuyên môn thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra đối với một số tổ chức đơn vị liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng tài nguyên nước, đồng thời kiểm tra đối với 39 tổ chức cá nhân liên quan đến sử dụng đất đai cùng một số nội dung kiểm tra chuyên ngành khác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 45 tổ chức cá nhân, tổng số tiền xử phạt trên 960 triệu đồng. Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị tổ chức cá nhân, đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 25 tháng 5 tại km 9 quốc lộ 70 thuộc xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương đã cho thấy tình trạng nguy hiểm và nhiều mối nguy gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở khu vực này. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây khu vực này đã xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông. Lý do là lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, nhiều phương tiện phóng nhanh vượt ẩu. Chị Trần Thị Huyền đã từng bị thương dù đang đi bộ ở lề đường, giờ vẫn còn nhiều ám ảnh. Hai mẹ con đi bộ ở lề đường đi thôi. Mà ở đằng sau họ nghe họ kể lại nó vượt nhau còn thì cũng không biết tình huống gì cả. Đến khi là hai mẹ con nằm cách lốp ô tô có một gang hơn một gang này thôi. Sợ quá, khiếp lắm. Từ đầu năm 2023 là hầu như tháng nào cũng có vụ tai nạn. Có tháng thì 1-2 vụ, có tháng thì 3 vụ. Nhưng gần đây nhất là rất nghiêm trọng là từ tháng 5 đến tháng 4, tháng 3 là có một vụ cũng rất nghiêm trọng. Toàn là các cái phóng nhanh này, vượt ẩu này, sang đường không quan sát này. Hai là lái xe là trong khu vực dân cư là không giảm tốc độ. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đang diễn ra phổ biến ở khu vực này. Toàn bộ hành lang vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh chiếm dụng để dựng sạp, cắm ô, bày bán hàng hóa. Việc đậu đỗ xe và đón trả khách cũng diễn ra tùy tiện tại nút giao giữa quốc lộ 70 và quốc lộ 4D. Rồi người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tất cả khiến cho tình trạng ách tắc giao thông thêm nghiêm trọng và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Đây là một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Xã mong muốn rằng các cái cấp từ Sở Giao thông rồi là đối với tỉnh thì cũng sẽ có những cái hướng, ví dụ như là bổ sung thêm cái biển báo rồi là cái G giảm tốc ở các cái nút giao trên cái trục đường 70 cũng như là các cái nút giao trên cái trục đường quốc lộ 4D thì để nó giảm cái nguy cơ về mất an toàn giao thông. Để lập lại trật tự an toàn giao thông ở đây cần thiết phải có sự kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chính quyền xã Bản Việt cũng cần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự hành lang vỉa hè đường bộ và xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lối đi của phương tiện, đảm bảo tầm nhìn không bị hạn chế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, ngày 29 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, Chính phủ đồng ý gộp giai đoạn 1 và 2 để đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, với tổng mức đầu tư dự án là 3.753 tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ tiếp nhận để quản lý khai thác hiệu quả khi tuyến đường hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km, trong đó địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63 km, Phú Thọ 28,57 km. Bệnh viện Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật u não, xuất huyết não và các bệnh lý thần kinh, sọ não nguy hiểm. Hiện trên thế giới có 10 nước ứng dụng robot này. Robot thế hệ mới cho phép phẫu thuật viên quan sát toàn diện không gian, tổ chức não để thấy rõ các bó sợi thần kinh, mô não lành xung quanh khối u trên cùng một hình ảnh 3D, cả trước, trong và sau mổ. Với phần mềm chuyên dụng, bác sĩ có thể tiến hành mổ mô phỏng 3D trước khi mổ chính thức, hạn chế đến mức tối thiểu tổn thương các bó sợi thần kinh và ảnh hưởng mô não lành. Đây là những sự khác biệt, chưa máy móc mổ não nào làm được. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công giống ngô có thể ăn sống, không qua chế biến là SSVK18. Giống ngô siêu ngọt được chọn lọc, lai tạo bằng phương pháp lai hữu tính, truyền thống, nên người sử dụng không cần lo ngại như các giống ngô biến đổi gen khác. Bên cạnh đó, sau trồng với mục đích ăn trực tiếp, loại ngô hữu cơ này không bị phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Qua nhiều thử nghiệm, ngô siêu ngọt SSVK18 phát triển khỏe, nhanh. Thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch ngô tươi là 70-80 ngày, tùy từng vùng, vụ trồng, thời tiết. Năng suất ngô tươi đạt từ 10-12 tấn một hecta, bắp có màu trắng sữa, mềm, tan vỏ, độ ngọt cao. Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng làm giám đốc, nhân viên của nhiều công ty cho vay tiền qua ứng dụng online. Trước đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh thu thập tài liệu, xác định hơn 32 app cho vay tiền online, chuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày. Nhóm này sẽ nhắn tin gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần, nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez đã bất ngờ tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào trung tuần tháng 7 tới. Thủ tướng Sanchez cho biết ông đã thông báo tới vua Felipe VI về quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 23 tháng 7. Ông cho rằng cần đáp ứng nguyện vọng người dân nước này dựa trên kết quả cuộc bầu cử địa phương. Trong phản ứng ngay sau đó, lãnh đạo Đảng Nhân dân PP đối lập đã hoan nghênh tuyên bố trên. Ông cũng kêu gọi các cử tri ủng hộ đảng này đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2018, Thủ tướng Sanchez đã phải đối mặt với một số khó khăn như lạm phát tăng vọt, sức mua giảm trong nền kinh tế lớn thứ tư khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ chỉ phát huy hiệu lực nếu các bên đạt tiến triển liên quan việc đảm bảo tính toàn diện của thỏa thuận này. Ông Lavrov nhấn mạnh chưa đến 3% lượng ngũ cốc xuất khẩu được vận chuyển đến các nước nghèo nhất, trong khi những vướng mắc trong năm vấn đề mang tính hệ thống liên quân Nga vẫn chưa được xử lý theo điều khoản trong thỏa thuận. Các vấn đề này bao gồm tái kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, nối lại nguồn cung máy móc nông nghiệp, phụ tùng và các dịch vụ bảo trì cho Nga, dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tái bảo hiểm, đi đôi với bãi bỏ lệnh cấm tiếp cận các cảng và gỡ bỏ phong tỏa các tài sản cũng như tài khoản ở nước ngoài của các công ty Nga liên quan đến sản xuất, vận chuyển thực phẩm và phân bón. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và giao dịch nội tệ. Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN mới đây đã đưa ra tuyên bố này như một bước đi trong nỗ lực tăng khả năng phục hồi tài chính và hội nhập khu vực.
Trong tiến trình này, công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực trong ASEAN bằng cách cho phép các hệ thống và dịch vụ thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn, minh bạch và toàn diện sử dụng đồng nội tệ như mã phản hồi nhanh QR, ứng dụng di động và nền tảng kỹ thuật số. Theo một số nghiên cứu, thị trường thanh toán kỹ thuật số đang bùng nổ của ASEAN dự kiến sẽ đạt 2.000 tỷ đô la Mỹ tính theo giá trị giao dịch vào năm 2030. Một tiệm mì ramen ở Đài Bắc Đài Loan, Trung Quốc mới đây đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ nước này khi bán món mì ăn kèm bọ biển, một loài động vật giáp xác khổng lồ 14 chân sống dưới đáy biển sâu. Kể từ khi tung ra món mì đặc biệt từ hôm 22 tháng 5, khách hàng đã nườm nượp kéo đến xếp hàng để chụp ảnh check-in cũng như thưởng thức món ăn gây ấn tượng rất mạnh về thị giác này. Mỗi bát mì bọ biển như này hiện có giá khoảng 48 đô la Mỹ, với phần thịt được tách sẵn, ăn với nước dùng gà và cá đậm đặc, còn phần vỏ chỉ được dùng để trang trí. Một số người cho biết sẽ bỏ qua món ăn mới lạ này để tránh rủi ro sức khỏe, do nguyên liệu rất ít được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn. Ngoài ra, không ít chuyên gia cũng lo ngại sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển. Chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.